Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề văn hóa xã hội của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Trà Vinh hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Quý khán giả thân mến, với chủ đề nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 trên địa bàn tỉnh. Để hưởng ứng tốt tháng hành động này, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các huyện thị thành trên địa bàn cũng như các cơ sở kinh doanh đã và đang triển khai đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay, huyện Châu Thành đã thành lập 15 đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại 104 cơ sở trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra có trên 86% số cơ sở đạt, có 14 cơ sở vi phạm. Huyện đã nhắc nhở và cho làm cam kết không vi phạm. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện cho biết, hiện nay toàn huyện Châu Thành có trên 97% cơ sở thuộc lĩnh vực y tế cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời có trên 89% cơ sở thuộc lĩnh vực công thương ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, huyện Châu Thành có trên 48% hộ sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất an toàn. Cái giải pháp mà chúng tôi tập trung nhiều nhất đó là giải pháp về cái công tác là tuyên truyền. Thì chúng tôi đã chỉ đạo là tuyên truyền đến để các cái cơ sở dịch vụ trên cái địa bàn của huyện là nắm và có cam kết để thực hiện trong cái tháng an toàn thực phẩm. Và đặc biệt nữa thì đối với địa bàn huyện Châu Thành, chúng tôi có một số công ty doanh nghiệp lớn trên địa bàn hiện giờ đang hoạt động thì liên quan đến các cái việc phục vụ cái ăn uống cho công nhân, thì đây là một cái điều mà chúng tôi rất là quan tâm và lo lắng. Thì chúng tôi cũng thường xuyên là chỉ đạo cho ban chỉ đạo là phối hợp với các cái doanh nghiệp và các cái công ty đáp ứng về cái an toàn thực phẩm là cho công nhân khi mà công ty phục vụ ăn uống cho công nhân của mình. Và khi mà có cái ý kiến của công nhân hoặc là của người dân có phản ánh về việc mà liên quan đến cái thực phẩm của công nhân ở trong các cái công ty doanh nghiệp thì chúng tôi phối hợp với ban giám đốc để cố gắng là khắc phục hạn chế những cái tồn tại mà công ty đã vướng phải, và đồng thời nếu phát hiện có cái nghi vấn vi phạm thì chúng tôi có báo cáo nhanh và phối hợp nhanh với các ngành huyện để có chỉ đạo tập trung. Thì cơ bản hiện nay thì các cái công ty doanh nghiệp mà phục vụ cho công nhân trong cái ăn uống thì đảm bảo là có thực hiện tốt. Thì ngoài ra nữa thì để đảm bảo về cái công tác tuyên truyền thì do trong cái mùa dịch Covid thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Do đó thì chúng tôi cũng bằng cách là triển khai thông qua cái phát loa trên đài và gắn cái nữa là viết bài để đăng lên các cái trang thông tin điện tử của huyện, và đặc biệt là ban chỉ đạo là trực tiếp phát tờ rơi ở cho các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để nắm. Thì cơ bản thì bà con cũng chấp hành rất là tốt. Với sự triển khai đẩy mạnh việc hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm của ban chỉ đạo huyện, hiện nay các cơ sở đơn vị, đặc biệt là cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Châu Thành cũng đang có nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Ghi nhận tại cơ sở sản xuất bánh tét của Hường, ấp Hương Phụ A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành. Cơ sở này có 4 nhân công gói bánh hàng ngày. Trong sản xuất kinh doanh, cơ sở luôn chú trọng đến điều kiện vệ sinh cơ sở, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, nguồn nguyên liệu dùng để chế biến, cũng như những thủ tục pháp lý về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Đặc biệt do tình hình dịch COVID-19 còn đang khá phức tạp, nên nhân công trực tiếp sản xuất tại cơ sở luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và bắt buộc phải đeo bao tay khi chế biến. Bên em thì cũng như có đưa người đi tập huấn rồi, và khám sức khỏe những người làm cũng khám xong hết. Và bây giờ là em cũng đang sửa lại tất cả những cái chỗ làm việc á, cho nó ngăn nắp nó gọn gàng lại hết. Em có đầu tư những cái tủ á chị, nhưng mà những cái thực phẩm mình vừa làm xong á là em sẽ đem vô tủ mát hoặc là tủ đông để em cất lại. Là khi nào cũng như tới công đoạn nào làm á thì em sẽ lấy ra em thực hiện để em làm tới, như thí dụ mà tới công đoạn gói bánh á thì em mới lấy những cái thực phẩm mà em làm rồi á em đem ra em gói liền. Gói xong khi mà chưa có kịp thời gian nấu á thì em sẽ để vào trong tủ đông để cất giữ lại chị, chứ không có bỏ ngoài thời tiết nắng nóng vậy. Khi mà em nhập hàng ở nguyên liệu của cái cơ sở nào thì em lúc nào cũng phải có cái hợp đồng mua bán với cái cơ sở đó hết trơn. Cái cơ sở em thì em xin cam kết đó là lúc nào thì cũng
vệ sinh an toàn thực phẩm là trên hết, chất lượng uy tín là trên hết. Tại thành phố Trà Vinh trong thời gian qua, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố đã thành lập 11 đoàn kiểm tra, 63 cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra có 62 cơ sở đạt và có một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm. Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành hướng dẫn 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố theo công văn số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19. Để thực hiện tốt cái tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm thì trước tiên là phải đẩy mạnh cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, là cái tuyên truyền những cái quy định của pháp luật về cái an toàn thực phẩm để cho người dân nắm và hiểu rõ, biết cách để cái phòng chống cái bệnh về lây truyền về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó kết hợp với công tác mà trực tiếp là thanh kiểm tra đến từng cơ sở, lồng ghép vô cái hướng dẫn tuyên truyền đối với những cơ sở chấp hành các cái quy định theo cái luật của an toàn thực phẩm đã đề ra. Dưới sự triển khai đẩy mạnh việc hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo thành phố Trà Vinh, hiện nay các cơ sở đơn vị trên địa bàn cũng đang có nhiều hoạt động cụ thể nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cụ thể như bếp ăn trường tư thục Bình Minh, trường có tổng cộng trên 900 em học sinh ở 3 cấp học, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trường luôn chú ý vệ sinh, dụng cụ nấu nướng, chế biến, bảo quản, chứa đựng theo tiêu chuẩn quy định. Nhà ăn giữ sạch sẽ, thoáng mát, có nơi rửa tay bằng xà phòng. Nhân viên được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hàng hóa thực phẩm mua có nguồn gốc, đảm bảo an toàn thực phẩm và đều được thực hiện lưu mẫu theo quy định. Nhiều năm nay, trường đều cập nhật và thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về an toàn thực phẩm và chưa để xảy ra ngộ độc thực phẩm nào cho học sinh. Các bậc phụ huynh cũng khá yên tâm với việc học tập, ăn uống tại trường của con em. Cái thứ nhất là mình phải tuân thủ là bếp đi bếp một chiều, sau khi chế biến thì mình phải giữ sạch sẽ, rồi sau khi nấu ăn chín xong rồi mình phải lưu trữ thức ăn, rồi phải có niêm yết những cái món mà mình đã lưu trữ. Rồi ngoài ra thì mình cũng phải giữ sạch sẽ trong bếp ăn, đừng có để cho ruồi nhặng hoặc là những cái gì gọi là có vi trùng, vi khuẩn không được tốt để vào thức ăn. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Với các hoạt động tổ chức triển khai tháng hành động, triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động thanh tra kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 và tổng kết báo cáo. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2020 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Chi cục an toàn thực phẩm đã làm tham mưu cho thường trực ban chỉ đạo ban hành cái kế hoạch để thực hiện trong tháng hành động. Đồng thời thì cũng tham mưu với trưởng ban chỉ đạo là ngoài cái kế hoạch đó thì thành lập tới 3 đoàn kiểm tra về sự lãnh chỉ đạo của các ban chỉ đạo của các huyện, xã và 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Sở Công thương tiến hành kiểm tra các cơ sở trực tiếp sản xuất cũng như kinh doanh về thực phẩm. Trong cái mục tiêu của cái bạch lần này là chủ yếu là tuyên truyền và thông tin về các vấn đề về pháp luật về an toàn thực phẩm và những kiến thức an toàn thực phẩm đến những cái hộ sản xuất kinh doanh cũng như người tiêu dùng. Đó. Cái thứ hai là thanh tra kiểm tra các cơ sở để phát hiện những cái hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm và sẽ xử lý những cái trường hợp vi phạm này. Đồng thời thì sẽ tăng cường cái xử phạt những cái hành vi là vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ đầu năm đến nay thì tình hình vi phạm cũng như là tình hình ngộ độc, các vụ ngộ độc về nhiều người trong một cái vụ thì không có xảy ra. Và trong cái mùa dịch này
thì ban chỉ đạo cũng có ban hành những cái văn bản để chỉ đạo để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái mùa dịch, trong cái dịch Covid-19. Đồng thời sắp tới thì sẽ tiến hành kiểm tra cái về cái giám sát mối nguy, tức là lấy cái những cái mẫu để xét nghiệm, tránh cái trường hợp mà ô nhiễm thực phẩm, và đồng thời sẽ tổ chức những cái đoàn thanh kiểm tra hậu kiểm những cơ sở mà đã cấp giấy chứng nhận và tự công bố sản phẩm, để cho đảm bảo các cái sản phẩm mà các cái chủ cơ sở sản xuất ra đủ tiêu chuẩn để đưa ra thị trường. Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là một trong những vấn đề nóng bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ là hoạt động cần thiết trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay, mà còn là trách nhiệm thường xuyên, liên tục của các địa phương, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên đề văn hóa xã hội của Đài Truyền hình Đài Vinh kỳ này. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.